Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Lưng Ngô Xây Dựng. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến cả nhà cách dựng trụ vách liền kề nha cả nhà. Đây là mình đang dựng trụ bên sát vách nhà người ta. Hai nhà xây sát nhau, xây hết đất nên giờ mình chỉ dựng trụ bằng cách đóng 20 ván trước và đóng sắt rau vào trong kẹp trong vạn luôn cả nhà. Bắt đầu mình dựng lên và sửa sắt rau rồi tùy vào độ hở của hai tường cả nhà. Nếu 1-2 phân thì ta bỏ xốp. Còn đây sạc nhau luôn nên mình mua gì dầu mì lông để bỏ vào phía sau làm tạo thành ngăn cách bởi mì lông cả nhà, bởi vì hai nhà này là liên quan với nhau nên như đã làm sát nhau và dựa vách nhau nên như mình chỉ cần mua mì lông và bỏ ở phía sau trụ là xong. Đây, mình đang chèn mì lông để làm khoảng cách nha cả nhà. Khi bỏ mì lông xong, mình ghim bấm đóng đinh chân mũi mì lông. Xong mình uốn cơm bằng sắt sáu theo kích thước cửa trụ cộng thêm 2 tấm ván 6 phân nha cả nhà. Bắt đầu mình lồng ở sau vạch phía sau trụ và cầm lại cách 50 phân một cái. Đây là những cái cơm sắt sáu mình đã uốn để khi đổ khỏi bị bung trụ nha cả nhà. Mình đang luồn vào những cái cầm sắc sảo vào phía sau lưng trụ để mình cầm lại hai tấm ván với nhau. Rất là đảm bảo, rất là chắc chắn, không bao giờ bị vần hay là bung trụ nữa cả nhà. Mình ghim mì mì lông và đóng cơm sắt xong, bắt đầu mình gắn chống chỉnh sửa rồi dán dây đo theo kích thước đo vào đó là mình đổ thôi, rất nhanh và rất là chính xác. Thank you.
Thank you.